Người thứ ba. Mẹ ơi, sao mà ba hay vào phòng của bác? Ba với lại bác đang ở trên phòng đó nè. Vô em mở cửa nhẹ nhàng, em đi vô, em đứng người, em chết tiếng, em đứng người em luôn. Thì em mở cửa với em gọi là bắt quả tang á? Em thấy hết luôn á, trai trên gái dưới với lại chị dâu. Em không la, em đập hết đồ trong nhà, những cái ở dưới em đập vung 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 vung. Lúc đó em bà vô em tức tốc em đánh bả luôn. Có cái chặt tàn khúc á, ném trúng đầu không ai hết mấy mũi. Chào các bạn, chúng ta lại đến với chương trình Người thứ ba. Và trước mắt tôi là một cô gái, cô còn rất trẻ. Nào, câu chuyện của em là gì thế? Em chào tất cả mọi người, em chào khán giả. Năm nay em cũng 37 tuổi. Và hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại Gò Vấp. Thì câu chuyện của em nó cũng đã diễn ra cách đây 2 năm rồi ạ. Và tới thời điểm hiện tại thì em cũng đã đủ bình tâm và có thể vượt qua được, và cũng có thể là mạnh mẽ để mà ngồi đây chia sẻ câu chuyện cùng với anh Hoàng và quý vị khán giả ở đây. Công việc của em hồi xưa là làm bên kế toán. Thì thời điểm dịch á, thì nó công việc nó bị chững lại. Thì cái em cũng nghĩ em về để về coi gia đình, coi con với lại ông bà già chồng nữa. Tại em lấy chồng Bắc thì là em sống chung trong cái gia đình là anh chị em chồng đồ, coi như là bao nhiêu gia đình đó là lấy có gia đình đó thì đều ở chung với ba má hết. Lúc đó em đã có con chưa? Cái thời điểm là năm đó là em đã hai bé rồi, bé em lớn rồi. Cái năm 20 là em hai bé em lớn lắm rồi. Nghĩa là em lấy chồng Bắc và những năm 20 là em đã có hai đứa con. Dạ. Đứa lớn bao nhiêu, đứa nhỏ bao nhiêu? Cái năm 2020 là con em đã là 11 đứa, là hai đứa con gái em, một đứa là 12 tuổi và một đứa là 8 tuổi rồi ạ. Nhà đó trong đó ở chung với ba má chồng, có thêm một chị anh chồng với là chị dâu ở chung nữa. Là trong nhà đó là có ba hộ ở chung một nhà. Thì khi mà em về, em không có đi làm nữa, thì em về nhà thì chị dâu hồi xưa chỉ cũng có đi làm á, về thời gian sau cái chị nghỉ luôn. Thì hai chị em mới bàn nhau là, tại vì cái nhà là trong hẻm, thì tụi em mới bàn nhau là thôi mình mở ra bán đồ ăn sáng. Thì chị em mới hùng nhau, hai chị em mở ra kinh doanh buôn bán. Anh chồng thì sức khỏe rất là yếu, ảnh bị thận, ảnh mất là năm 2021 á, là ảnh mất 4 tháng sau thế mẹ hả? Chồng mất luôn. Mẹ chồng ấy? Dạ, mẹ chồng cũng nên mất là luôn. Anh chồng và mẹ chồng đều mất trong cái năm đó hết. Mất trong năm ấy. Dạ. Xong thì gia đình thì ngay thời điểm đó mà gặp nhiều sự cố biến cố như vậy thì cũng hơi hụt hẫng á. Những cái điểm dựa của ấy thì cũng thương chị chồng lắm, thấy bà như vậy. Tụi em cũng để cho bà ở trong nhà, tại vì nhà của ba má mà, cũng để chị ở trong nhà như vậy. Thì chị em vẫn đùm bọc nhau, vẫn chăm con cho chị. Mà thật sự là em không nghĩ được, rất là thương chị. Chị nói chuyện với mình rất là bình thường. Thường mà anh biết là bán hủ tiếu, bán buổi sáng mà. Là không hiểu sao ngày nào cũng như ngày nấy nha anh. Tầm chừng 9 giờ á, cái giờ cao điểm, 8, 9 giờ là giờ cao điểm em bán á, là em ơi chị đi mua cái này, em ơi chị đi mua cái kia, em ơi chị đi mua cái nọ. Nhưng thực chất không phải đi mua anh, mà là đi về nhà và hú hí với chồng em. Cái gì? Bà đấy là chị dâu, có nghĩa là hú hí với em rẻ. Dạ đúng rồi ạ, là hú hí với chồng em. Là sao em biết? Em không có để ý, nhưng mà con em và con của chị là cái người nói với em. Con em dựa vào đâu nó nói? Nó thấy, mẹ ơi, sao mà ba hay vào phòng của bác? Ảnh làm đêm, ảnh làm bên cái mổ lò gà á, mổ lò gà với lại lò heo á, thì ảnh sẽ làm đêm và sáng là ảnh sẽ về và ảnh ngủ. Nhưng mà những bình thường thì sáng ra là 4 giờ là em đã ngoài đường, em chuẩn bị nồi niêu bán rồi, em đâu có để ý tới cái việc mà ảnh về ảnh nói đang ngủ ở đâu như thế nào. Nhưng mà con em thì nó, cái năm đó nó nghỉ hè thì nó có thể ý á, là nó phát hiện là ba lại vào phòng của bác ngủ. Cái nhà đó mấy phòng? Dạ nhà đó 3 phòng. 3 phòng thì ba má chồng ở một phòng. Dạ. Chị em một phòng. Dạ. Vợ chồng em một phòng. Dạ. Chị có con không em? Dạ có. Con lớn không? Con chị cũng lớn, con chị chính là người con chị cũng nói với em á. Nghĩa là con chị nói với em hay là con em nói cả với em? Cả hai đứa đều là đứa trước đứa sau đều nói. Tại vì con mình nói không mình không có tin. Thì chắc ba mày vào làm sửa cái gì cho bác mày thôi. Bình thường mà mày tào lao tuổi nhỏ. Còn mắng con mình như vậy nữa. Nhưng mà là con tới cái lúc mà con của con gái lớn của chị thì nhỏ hơn con của em 2-3 tuổi gì á. Là có nói với lại em là mợ ơi, bác vô nhà con hoài, vô phòng mẹ con hoài vậy? Mà cả mấy tiếng đồng hồ làm gì chóng mà. Có những cái chuyện nó hơi tế nhị á. Hai lúc mà hai người như vậy cái âm thanh đó bé nó nghe. Và từ đó em mới phải để ý, tại vì cái nhà không phải là cái vách mà nó là vách tường. Mà cái vách ở bên nhà em là vách kiến á, nó không có cách âm đâu ạ. Những cái vách sông thôi. Thì nghe rất là rõ. Trẻ con nó nghe được tiếng động. Nó nghe được. Thì cái hôm đó là hai đứa nó đi ra ăn sáng.
Chở nhau ra chỗ hủ tiếu, kinh mẹ ơi nấu đồ ăn sáng thì em nấu. Em nấu xong thì tụi nó nói chuyện, nó kể nói ba với lại bác đang ở trên phòng á nè. Mẹ con nói mẹ không tin mẹ về. Từ cái tiệm của em đến nhà đi bao nhiêu phút? Chừng đi bộ vô 5-10 phút mà. À, tại vì em bán đồ trong hẻm. À. Ngay cạnh nhà luôn, đẩy xe ra vô cho nó tiện. Vô em mở cửa nhẹ nhàng em đi vô, em đứng ngồi, em chết tiếng em đứng ngồi em luôn. Là sao? Bởi vì em có mở được cửa phòng chị đâu. Dạ, cửa đâu có đóng đâu mà không mở được á. Nghĩa là họ không đóng cửa? Không khóa chứ không phải không đóng. Họ không khóa tại họ không nghĩ ra là em về. Dạ, ông ba chồng thì dạng như là gần như liệt á. Không phải là liệt mà là do bị rạn xương á. Không có đi lại, nằm có một chỗ thôi. Thế còn ba mẹ chồng? Thì em mở cửa với em gọi là bắt quả tang không? Em thấy hết luôn á. Và em đứng ngồi em luôn. Và cái thời điểm đó là nín tính em nóng lắm. Em không la, em không la. Nhưng mà đồ đạc là em đập nát hết. Em không la lớn gì hết. Mà lúc đó em đứng đó là em đi vừa ấy xong em đi xuống nhà. Em vô đồ em đập hết để em gây tiếng động cho họ thay biết là em có người ở dưới nhà. Ủa, tóm lại là lúc em mở cửa em nhìn thấy họ mà họ không nhìn thấy em hay sao? Dạ đúng rồi, em mở hí cái cửa. Em mở nhẹ vậy nè. Thường là trong trường hợp đó là người ta sẽ sọc ngay vào để người ta cho để em cho người ta thấy rằng là mình đã nhìn thấy tận mắt. Em mở hí cái cửa ra như em nhìn thôi. Dạ. Nhưng và tại sao em tức, em không biết nói gì hơn hết mà thật sự đúng như anh nói, em biết sao tại sao lúc đấy em lại phải đáng nghe phải về nguyên tắc á, là người ta hay mở cửa người ta bước vào là để làm vô sớm là đánh luôn đấy. Không phải đánh thì anh không nói, nhưng mà để cho người ta thấy rằng tôi đã khỏi chối cãi, em hiểu không? Ở đây em lại nhìn thấy như em lại đi xuống đúng dạ, không? Dạ, em mở hí cửa ra, em thấy. Và em đi xuống, và khi em đi xuống em đập hết đồ trong nhà, những cái gì ở dưới em đập bum 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 luôn. Thì họ xuống, họ giật mình và họ xuống. Họ tưởng là gì, nhưng mà cái lúc mà đi xuống á, là ảnh quấn cái khăn đứng ở trên lầu ngó xuống nhìn em. Thì lúc mà thấy em rồi thì hai người mới lật đật chạy xuống. Mình mà là người bị mất chồng mà bả làm như là chồng bả vậy á anh. Em chưa kịp phản ứng nữa, em chưa đánh nữa, em chưa nói một cái gì với bả luôn á. Bả đứng bả gào lên với em: mày đập đồ cái gì, mày làm cái gì mà mày đập đồ, bả đang làm cái trò gì vậy? Bà đang trai trên gái dưới với chồng tôi mà bây giờ bà còn hỏi là tôi đang làm gì nữa. Lúc đó là hết kìm được rồi. Đang tính giải điếu trong êm đẹp mà hết kìm được rồi. Lúc đó em bà vô em tức tốc em đánh bà luôn. Và ông chồng em lại đẩy, không biết là can hay là thương bà hay như thế nào. Mà lúc đó em chỉ nghĩ là người ta thương bà và binh bà và đẩy em ra. Bà ổng cứ đẩy là em cứ sớm và không đánh được nữa. Thì em ném, em lấy đồ em ném vào. Vẫn có cái gạt tàn thuốc á. Ném trúng đầu ổng. Đi mai hết mấy, thời bữa đó là đi mai hết mấy mũi. Và khi em ném trúng ổng vậy á, thì bà lúc đó là bà bận một cái áo dây màu đỏ, dây áo dây. Và bà bay ra đường, bà la làng lên luôn: bớ người ta, nó giết người. Và trong khi là nhà cửa đang đóng để giải quyết trong việc gia đình. Và bà ra la lối với hàng xóm trời lên hết luôn. Thì lúc đó là có những gọi là anh chị họ, tại vì ở khu đó là cũng gia đình không thôi. Họ mới can em vào đưa ông đó đi mây. Dạ đi không. Em về nhà mẹ ngay hôm đó luôn. Em bỏ bán luôn. Em bỏ luôn cái xe đó luôn. Đâu một thời gian thì ổng có qua, ổng xin lỗi này kia. Và hứa hẹn này nọ. Thì cũng có nói là thôi bây giờ bà chị sẽ thuê cho bả với lại nhà đó. Thì bây giờ là ba chia của, giống như là tại nhà có hai anh em vậy hả. Thì bây giờ sẽ là chia của ra bán. Thì ba ở về ở với vợ chồng em để đẩy cho bả đi ra ngoài. Là ổng xin lỗi em và ổng bàn với mình như vậy. Mẹ em cũng khuyên là thôi mình đừng có để, cũng phải vì con, để cho con nó có ba nó đi học nó không này kia. Rồi cũng mấy em mới một lần nữa em cũng đồng ý em quay lại với ảnh. Mà không có ở cái khu đó nữa, bán nhà. Đổi hẳn cái môi trường đi là đổi đúng. Đổi hẳn một môi trường mới cho con. Rồi tụi em mới chuyển về Củ Chi. Chuyển về Củ Chi để ở và làm công việc mới. Nhưng mà nếu mà dừng được tới đó thì hôm nay không ngồi đây. Anh cũng đoán vậy. Và em vẫn đi làm chăm con. Thời điểm đó em cũng không ấy. Em bán thớt. Em chuyển sang em bán thớt. Để còn tại vì con phải coi con ở nhà. Thì ổng vẫn đi làm. Tại vì cái công việc của ổng không có đổi. Thì từ cái nhà chỗ làm mà chạy về nhà ngủ thì nó xa. Lại quay về cái phòng trọ của bà đó ở. Sao em biết? Dạ. Thì sao em biết? Đi rình. Lý do gì đi gì? Linh tính. Dạ. Cái điện thoại của ổng thì đúng là có bát thiệt. Nhưng mà mòn hồi cũng ra. Với lại có cái vụ mà giống như là mình bị một lần cái mình mặc dù là mình quay về là vì con nhưng mà mình đâu có niềm tin đâu anh. Thì cũng tìm cách theo dõi và có cài cái Zalo mà gọi là đọc tin nhắn Zalo á anh. Đó em đọc tin nhắn qua web gì của ổng, người ta chỉ em á.
cái đợt đó em cũng tốn hết mấy trăm đó, em nhờ người cài á. Đó là cài điện thoại, dạ, theo dõi với chồng. Rồi. Dạ, cài Zalo theo dõi chồng thì đã đọc được cái tin nhắn của ổng với lại vẫn là chị bà chị dâu qua lại, vẫn còn qua lại với nhau. Em mới nói là thôi em về mẹ. Thì em có nói với ổng là em về mẹ. Thì em ngay thời điểm mà em vừa dứt đó xong, chừng mấy tiếng sau à, là quay qua cái tin điện thoại là em thấy là hẹn hò về nhà. Ừ, hôm nay nó về. Tất cả những gì hẹn hò của họ là vào máy em hết. Dạ đúng rồi, em mở máy là em đọc được hết. Trời ơi trời trời. Em thử, em nói là em đi về mẹ. Thì ổng báo với lại bà đó là ừ, nay nó về mẹ rồi, anh qua nhà anh ngủ với em. Là buổi sáng á, tại ông làm đêm thì ông ngủ sáng, chạy qua em đặt phòng trọ bà, em đặt ầm luôn. Lúc đó em đâu cần phải bắt nữa đâu, anh chỉ cần thấy trong nhà là đủ rồi. Đúng rồi. Đúng không? Em đâu cần phải bắt gì nữa. Em đập cửa vậy nè, và khi mà bà mở cửa ra với em á, bà chưng hửng. Xong thì em cũng không có la, không còn gì mà để phải gọi là lưu luyến để mà phải la lối, chỉ cần vô họ gì? Họ muốn một, có một cái gì nói với mình. Em hỏi là anh hứa như sao? Chị hứa với tôi sao? Và bây giờ là như thế nào? Anh bảo là em bận con cái, anh lại nói là do em không thỏa mãn được cái nhu cầu của ổng và ổng mới chỉ tìm như vậy thôi, tại bà kia bà cũng mất chồng rồi, tính thà là ông đi ăn bánh trả tiền bao nhiêu chỗ sao ông không ấy, ở đây là chị dâu mà ông làm như vậy không phải một lần nữa. Nếu mà nói như vậy thì ông thèm như vậy á thì ông đi ra đường mà ông chơi, và em quay về em làm đơn ly hôn. Mặc dù mẹ em cản vẫn cản nghe mẹ. Trời. Thực tới thời điểm hiện tại thì bà vẫn trách là tại sao lại để cho con sống trong một cái môi trường không cha. Yep. Thì em mới nói là thà không cha còn hơn để có cha mà mang tiếng. Và nếu như bây giờ em đi á, con hai đứa nhỏ nó tự bảo ban nhau. Và sau khi mà thủ tục ly hôn thì cái số tiền mà hồi xưa bán nhà á, thì vẫn có một phần công tiền. Em không có ra đi bằng tay trắng. Em không đi tay trắng tại vì còn con. Vẫn phải chia. Và em về em tự thuê một cái khu vực khác em ở, là em quay về gần nhà mẹ. Uổng cái công nghĩ là hồi xưa là mình vì chồng vì con mình ở nhà mình chăm con, mình làm công việc nhà nội trợ buôn bán. Uổng cái tấm bằng cao đẳng của mẹ. Và em quay lại cái môi trường công việc, cũng cố gắng tìm lại cái môi trường công việc, gầy dựng lại từ từ. Thỉnh thoảng thì nó vẫn ổng vẫn ghé thăm con á, em không lấy chu cấp. Em chỉ lấy phần khúc đầu mà chia củ ra thì phần của ai nấy lấy ra, em không hề chu cần ổng chu cấp một đồng nào hết. Em có tiếp tục sống với bà đó không? Không biết. Không, không về đó, nhưng mà theo như mà gọi là hàng xóm á thì vẫn lén phán vậy thôi. Chứ không có về ở đó. Cái ngày mà ba mất á, mới đây ba mất thì em có về. Em có về. Ba để... là ba chồng nữa hả? Dạ, ba chồng mất thì em vẫn có về cho con cháu nó trọn cái nghĩa nó đổi tang của ông nội. Em có về. Họ về mà họ nhìn em giống như cái kiểu mà là ở ta đây lắm à. Họ là sao mà nhìn mình với cái ánh mắt là nghĩa là họ có lỗi nhưng mà họ lại nhìn mình một cái kênh kiểu gì. Dạ đúng rồi. Chuyện đấy cũng... Cứ như là mình là đang là người có lỗi, là mình không thỏa mãn được ổng, mình không chăm được ảnh này kia nọ, mãi mê với công việc lo kiếm tiền, nên là tao phải như vậy, là mày không chấp nhận là lỗi của mày. Thì đấy cũng là một cái phản ứng để cho người ta đỡ, cho người ta sĩ diện thôi em ơi, cũng không có gì đó. Cũng không nên quá trách họ chuyện đó. Với lại cái cách giải thích của ông với lại gia đình bên kia thì có khi ông lại thêu dệt lên một đống những cái khuyết điểm của em á. Yeah. Để cho họ thấy rằng thằng con mình thì nó cũng có gọi là có vụng trộm thật, nhưng mà con vợ nó như thế thì nó không vụng trộm mới là lạ, ví dụ thế. Đấy, thiếu đúng, gì cái cách mà đúng. Để mà nói đâu. Là tại vì mình thật sự với chứ như tại vì hồi lúc cái thời điểm mà bán hủ tiếu thì thật sự với anh nó là đâm đầu vào bếp nút con người chẳng cũng không có thật sự nó không, không có được như bây giờ đâu anh thật sự bây giờ là gọi là hình ảnh cách đây là không có mùi nói khói. Chung thì thật ra thì rất nhiều cách để bào chữa cho một cái chuyện ngoại tình em hiểu không, và những cái gia đình họ có con thì họ có thể nghe cái lời đứa con đấy và họ cũng thật ra cái đó cũng bình thường thôi, họ sẽ cho rằng là con họ có lỗi nhưng mà cái bên kia chắc cũng là nguyên nhân lớn lắm thôi, thế là nguyên xong nhân chuyện lớn là phần của mình. Nhưng mình chấp nhận không em. Em không cãi nữa, em chỉ cái thời điểm đó là ngay cái lúc mà ở nhà với ba chồng á là cái thời điểm đó em cũng không dám la lớn đâu. Bởi vì là ba con ngoài bị ấy mà ổng còn bị cao huyết áp, em sợ ổng bị tăng xong, nhưng mà em không nghĩ là bả ra đường bả la lối như vậy luôn. Chỉ cái định thời điểm đó là em mới mất bình tĩnh để mà ấy. Và cái lần thứ hai mà em phát hiện thì không còn gì để nói nữa rồi ạ. Hứa hẹn mãi là em xin lỗi nha, đàn ông mà một hứa một lần mà không làm thì thôi, hứa hoài thất hứa hoài thì thôi ạ. Không, cái đấy thì hiểu mà. Đấy, thế là câu chuyện giao đại khái là hết rồi đấy hả? Dạ. Có nghĩa rằng là một bà chị dâu là chị em và cây cà lem của em cũng dành đấy anh ạ. Chị em với nhau rồi thì cặp với ông chồng mình đúng không, trong một căn nhà của mình đúng không, nhưng mà khác cái không trên giường mình cũng còn may anh nhỉ, giường bà ấy. Bây giờ đầu tiên anh sẽ hỏi thế này, gọi là chị dâu nhưng thực sự là bà hơn hay kém tuổi em, nhan sắc bà ra sao? Kém hơn em đấy, nghĩa là tôi là chị dâu nhưng bà kém hơn em, bà dạ, nói một cách thật khách quan đi, bà có được không? Bà thì... cao ráo hơn em.
cao ráo hơn em. Dạ đúng rồi, rồi. Em mình 1m65, bả thì là 1m62. Rồi. Mà dáng là giờ thời điểm đó là dáng. Chồng bả thì chết, đúng không? Dạ đúng rồi. Bả có mấy đứa con? Hai ạ. Hai mà đứa con. Nhỏ, nhỏ hơn. Ông chồng em có đẹp trai không? Dạ không. Không hề à? Có cái gì hấp dẫn không? Tại vì anh xã em là lớn hơn em gần 8 tuổi. Không, cái chuyện là lớn hơn không có và nói. Tại vì ảnh làm trong cái môi trường là bên ấy à, nên là chỉ có được cái cơ bắp thôi chứ là lùn và đen lắm anh. Thế hả? Dạ. Nói thì em buồn, tình dục nó có những lý do đôi khi nó không giống, nó không đi cùng với lý trí. Đâu có ai cấm là chị sẽ đi bước nữa đâu. Ừ, vậy cho nên anh mới nói rằng là từ nãy giờ em toàn nói về ông chồng em, mà em quên với ý rằng nhỡ đâu bà là người tấn công trước rồi sao? Thứ nhất ấy, thì anh nói với em thế này, cái việc mà em ly dị là đúng, bởi vì em đã tha thứ rồi, sau đó ông lại còn mắc nữa, thì theo cái ly dị là không có gì phải hối hận cả. Bởi vì rất nhiều người chỉ cần như thế thôi họ đã ly dị rồi, chứ không có cái tha thứ, chứ em đã có cái tha thứ thì thôi cái đấy anh cũng không nói là đúng hay sai. Với lại em cũng tự nghĩ rằng thôi thì nó gọi là gì nhỉ, dân gian nó có câu là mỡ để miệng mèo á. Thì thôi thì tốt nhất là mình bây giờ để mèo với mỡ xa nhau đi, chứ mình cũng không nên. Thì cái đấy cũng thôi cũng được. Nhưng mà rồi thì sau đó họ vẫn lăng nhăng với nhau và em ly dị. Thì câu chuyện của em ấy, nếu nó có cái gì kỳ cục ấy, nó chỉ là em rể với lại chị dâu thôi. Chứ còn cái chuyện mà một người ông chồng xong có lăng nhăng, xong là thất hứa rồi mình bỏ ông ấy, thì cái chuyện đó cũng bình thường trong cuộc sống. Nhưng thực sự là không có nghĩ đến cái việc thà là ông ngoại tình ở bên ngoài với cứ ai, mà vẫn không thể nào nghĩ ngờ được là không. Với một cái đứa gọi là một người thật chị. Thật ra thì nó như thế này này, anh nói cho em biết là cái câu chuyện của em ấy, bây giờ kể ra để cho cộng đồng họ nghe đó, thì vấn đề là em thì đã dứt khoát rồi. Nhưng bây giờ cộng đồng họ nghe câu chuyện này thì họ giữ ra cái kết luận gì có ích cho họ, đúng không? Chứ mình không phải mình ngồi đây chỉ để nói thỏa cái trí của mình, mà mình còn muốn là qua câu chuyện của mình để xã hội họ có một cái bài học. Thì anh cũng nói rất thật nha, cái bài học đầu tiên của em ấy là em hơi chủ quan. Cái đấy nói rất là thật, có nghĩa rằng là một người con trai ở với một người con gái, dù là quan hệ gì nữa, nhưng mà trong một cái không gian hẹp như thế mà gần gũi như thế, quá nguy hiểm. Ở đây anh không có định bào chữa cho ông chồng em, nhưng mà anh cũng phải nói thật thế này này, trong cuộc sống chúng ta luôn luôn có hai thứ là tin tưởng, nhưng đồng thời cũng kèm theo đề phòng, cảnh giác. Cho nên là đáng ra với cái hoàn cảnh em nhìn thấy cái bà chị như thế, quá chồng như thế, trong ở cùng nhà với chồng mình như thế, thì đáng lẽ em phải rất là cảnh giác. Thì cái sự không cảnh giác này nó có hai lý do. Lý do đầu tiên là do em chủ quan, lý do thứ hai là do cuộc sống cũng khó khăn đó. Không phải là dễ mà mình thuê một cái nhà khác hay cái gì đó. Dạ. Nhưng mà anh cho là cái sai lầm là nằm ở cái chỗ đó. Tự dưng mở cho mèo vông rồi. Đúng rồi, nó như thế này nè em. Những cái tội lỗi về tình dục ấy, đôi khi nó mắc, nó xảy ra là do cái hoàn cảnh nó thuận lợi. Còn mình có thể nói như thế này. Hoàn cảnh gì thì hoàn cảnh, như anh phải có lương tâm, anh phải có trách nhiệm, anh phải có lý trí, có thứ thì nói thế cũng đúng. Nhưng nói thế này cũng đúng, thật ra con người mà, con người có lúc này lúc khác. Đã thế lại con người đàn ông nữa. Đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là một bà hóa chồng đó. Em hiểu không? Cho nên rằng là có những cái việc là mình phải nhìn thấy cái không gian đó, cái hoàn cảnh đó là mình phải sợ từ sớm. Chứ không phải là mình gọi là chủ quan ở cái điều đấy. Thật mà. Đúng là em có chủ quan thời điểm đó. Em có chủ quan thật. Quá chủ quan. Em có chủ quan rất nhiều điều. Ở đây nó gồm có những chủ quan sau đây. Chủ quan thứ nhất là cái không gian như thế mà em không nghĩ tới. Cái chủ quan thứ hai là con cái nó có báo động một chút rồi mà em cũng không tin. Đúng không? Yeah. Và cái chủ quan thứ ba nữa cũng nói thật là em nhem nhuốc. Đúng rồi ạ. Đúng không? Đúng rồi. Em nhem nhuốc có nghĩa là lúc đấy em trên người em toàn là mùi phở với lại mùi nước mắm với lại hủ tiếu với lại quần quật bán hàng. Đó. Thì là những cái điều kiện để một người đàn ông ngoại tình là gì? Thứ nhất là họ bản chất họ có cái tính trăng hoa. Thứ hai là cái hoàn cảnh thuận lợi. Thứ ba là cái người vợ trong mắt họ không hấp dẫn nữa. Nó có mấy cái điều kiện, em hiểu không? Ở đây anh không định bào chữa cho ông ấy, nhưng mà cũng phải nhìn một cách cặn kẽ. Thì cái việc em quá ẩu trong cái hình thức của mình ấy, anh không nói đấy là lý do chính đáng, nhưng anh có thể nói đấy là một cái cơ hội mà đàn ông rất hay từ đó trở đi là mắc khuyết điểm. Một bà chị dâu gọi là sẵn sàng và là trẻ đẹp hơn, một bà vợ nhem nhuốc suốt ngày ngoài quán, một không gian thuận lợi, tất cả những cái đó nó là một cái điều kiện quá tốt đẹp chỉ có một cái tội lỗi nảy sinh. Đáng lẽ ngay từ khi mà ông anh chồng chết á, là em đã phải thoáng nghĩ đến cái đó rồi, là không nên để cho chồng mình ở cùng một người đàn bà khác trong một căn nhà như thế. Thời điểm đó là coi như là tất cả mọi thứ sinh hoạt đều là chung hết á. Thì đúng rồi, mà anh nói nghe, cái sự chung động ấy
cái sự chung đụng mà gần gũi, và nó sẽ nảy ra rất nhiều những cái ham muốn mà bình thường người ta sẽ không có. Cho nên anh nói trường hợp này này, trường hợp này cũng nhiều lắm này, là trường hợp ông chủ mà bồ bịch với Oxin á. Thật ra là có thể nói là gần như 100% ông chủ lần đầu tiên khi thấy Oxin là không hề có ý định lăng nhăng, nhưng mà dần dần trong cái quá trình tiếp xúc ấy, trong một không gian rất là nhỏ, rồi chỉ là cô Oxin cô lớn lên, rồi cô ăn mặc hở hang, hoặc là vô tình hoặc là cố ý, rồi cô lại trẻ hơn bà vợ nữa, chắc chắn là cô sẽ trẻ hơn bà vợ, rồi thì tự nhiên là có những cái nó xảy ra mà sau này nó rất là tủi hổ. Cho nên qua câu chuyện của em thì anh chỉ nói một điều rằng là trong cuộc sống gia đình ấy, chúng ta phải tin tưởng nhưng mà kèm theo cái sự đề phòng và cảnh giác nữa, nếu không chúng ta sẽ tạo điều kiện cho những cái xấu nó nảy sinh mà mình không bao giờ biết trước được. Mà nghĩ lại thì em thấy em sai chưa? Này đúng không? Có một phần đấy mà lại ảnh hưởng dẫn đến cái tình trạng hôm nay, đúng là như anh nói thì đúng là đây là mình tự mình đưa chồng mình cho người ta rồi ạ. Cho nên rằng là trong, nếu trong y khoa nó có một câu là phòng bệnh hơn chữa bệnh á, anh nói nghe, trong quan hệ tình vợ chồng nó cũng phải thôi, nó cũng phải có đề phòng đó. Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi yêu ông yêu tôi rồi thì chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta phải có lương tâm, chúng ta phải có tất cả các thứ. Đúng. Thật người sự là nghĩ là mình đã tới thời điểm đó là mình cũng hai con và con cũng đã lớn rồi ạ. Thì là em chỉ nghĩ đơn giản là đã là vợ chồng thì mình chỉ lo cho con cái gia đình còn bình thường. Còn những cái việc sinh hoạt đó thì nó cũng không có được thường xuyên. Tại vì em làm rất là nhiều việc và rất là mệt đó. Và hai cái múi giờ hoàn toàn khác nhau. Quá nguy hiểm. Mà trường hợp của em ấy, những người gần gũi ấy, rồi có một cái gì đó ngoại tình ấy, không hiếm lắm đâu nha. Không hiếm lắm đâu. Anh nói đúng là em có chủ quan, nhưng mà thật em không hề nghĩ tới cái tức của mình á, không hẳn là ngoại chồng ngoại tình không, mà cái tức của mình là cái đối tượng để cho chồng mình có thể lại làm được như vậy, làm như vậy. Nó rất là tức cái thời điểm đó. Thật ra đi, tất cả ngoại tình đều đau cả, em hiểu không? Và cũng không thể nào so sánh được với nhau hết đâu. Ví dụ như có những người vợ lại bảo rằng trời, thà ông ra ngoài ông làm gì, ông lại với cô xin trong nhà nó nhục nhã, đúng không? Yeah. Cũng có người nói như thế. Rồi lại cũng có người lại nói rằng là thà mà ông cặp với ai mà tôi tưởng là thế nào, chứ hóa ra ông lại mấy cái con nhỏ ngoài đường bị ôm massage như vậy. Lại cũng có những người như thế. Thành ra là đã khi là đã xảy ra ngoại tình thì luôn luôn chúng ta phẫn nộ và chúng ta cứ ngạc nhiên mà ủa, tại sao lại như vậy, em hiểu không? Nhưng mà thật ra nếu mà nó xảy ra rồi ấy, thì không bao giờ chúng ta thỏa mãn cả. Chúng ta luôn luôn cảm thấy rằng là quái lạ nhỉ, tại sao cái hoàn cảnh như thế mà nó lại có thể xảy ra được. Trên ai xem chương trình này thì hãy suy nghĩ đi, đó là đừng bao giờ nó gọi là vô tình hay cố ý tạo điều kiện cho những cái sự phản bội nó xảy ra. À, thêm nữa là phụ nữ cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn. Và thứ hai là phụ nữ sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn. Đấy, có thể nói cái câu này là sẽ nhiều người lại nổi giận, lại bảo rằng là chồng đã ngoại tình rồi, xong lại bảo là lỗi của vợ thì là như thế nào. Anh nhưng mà thực đúng. Sự thì ở đây nó không gọi là lỗi, nhưng mà nếu mà cái gì là nó gọi nó là nguyên một phần nào đó là nguyên nhân. Nó là một cái nguyên nhân. Cuộc sống mà người ta luôn luôn trước một cái cô mà gọi là phơi phới với lại một cô nhem nhuốc á. Xong là cứ bảo người ta rằng cái cô nhem nhuốc này là mình phải tình, phải nghĩa, phải đủ thứ đó, thì có rất nhiều người đàn ông làm được, nhưng có rất nhiều người đàn ông không làm được. Bây giờ anh chỉ hỏi em một cách như thế này thôi. Nếu như không có cái việc ngoại tình ấy xảy ra thì em cảm thấy sống với ông ấy được không? Vẫn được ạ. Vẫn được, đúng không? Đấy thì có nghĩa rằng là bởi vì rằng là này, có những người người ta ngoại tình ấy mà mình thấy rằng ôi, cái lão này thì ngoại là đúng rồi, vì lão quá gớm, quá xấu. Lão chỉ thêm một cái tội nữa thôi, chứ không bản thân thì mình cũng đã phát khiếp rồi, đúng không? Nhưng mà cũng có người mà thật lòng mà nói mình nghĩ rằng nếu không có ngoại tình này thì mình vẫn sống với người ta được. Yeah. Người ta làm bố được, người ta cũng chăm nom được, người ta cũng có trách nhiệm được. Thành ra là ở đây rõ ràng em thấy không? Ở đây rõ ràng em thấy một điều không? Đó là cái sự thiếu đề phòng ấy. Sự thiếu đề phòng nó xảy ra, đáng lẽ em phải tách hai người ra. Sau khi bà ông anh chết ấy, thì em phải nhìn trước một cái chuyện mà cái bà chị dâu ở trong nhà như thế, là em hoặc là đi chỗ khác, hoặc là để cho bà đi chỗ khác. Vâng, thời điểm đó là chị biết là thấy hai chị em cũng làm chung, sinh hoạt mọi thứ đó, chị em trong nhà hả? Không có một cái gì mà gọi là, hay là những cái bữa cơm hai vợ chồng ăn cơm á hả? Dạ, bà cũng ăn luôn. Dạ, bà cũng ăn cùng như vậy. Mà cái việc mà gấp đồ thức ăn qua lại hay là cái gì đó bình thường, nên rất là bình thường. Cái sinh hoạt không có một cái dấu hiệu gì để mà nhưng em mà có thể em có nhìn nhận không? Được. Nhưng mà em có biết không, đấy là em toàn nói những cái lành mạnh.
em lại không hiểu rằng là ngoài những cái lành mạnh ra là có những cái không lành mạnh mà có thể chỉ có, ví dụ vì sự gần gũi quá, vì sự thân mật quá, bà có thể thay đồ, bà có thể tắm, bà có thể có những cái hở hang mà bà không đề phòng. Dạ không, đúng rồi chị. Em hiểu không? Dạ, tại vì nhỏ mà trẻ nên cái cách ăn mặc đó, nó không. Ừ, ăn mặc ví dụ như là bà sẽ bê trễ, bà có thể mặc một cách hở hang, cũng sống trong căn phòng đấy thôi. Nghĩa là những cái mà từ những cái vô tình nó trở thành hữu ý, có nghĩa rằng là em chỉ thấy những cái thân mật trong sinh hoạt thôi, theo cái kiểu ăn uống bình thường, mẹ không hề thấy cái sự, nó gọi là sao, cái sự gọi là cái sự dễ dãi trong những cái điều kiện khác. Không, mà, không có đó, em lại không chú ý mà đâu. Em không chú ý, em không chú ý không? Mà chính những cái sự dễ dãi đó, với chẳng hạn như bây giờ một người đàn ông ngồi ăn cơm với hai người đàn bà, đúng không, mà ngày ăn ngày qua ngày khác, một bên là vợ mình, một bên là bà chị dâu, rồi bà chị dâu ăn mặc hở hang, đúng không, rồi có những cái cử chỉ, rồi có những cái nét đẹp không phải nói thật, trời ơi em chủ quan quá luôn. Thậm chí đến lúc mà thật sự con mà nó có bảo là ba vào thì ba mày sửa đồ. Ừ, đúng không? Bởi vì là mình không, mặc dù có dấy lên cái sự nghi ngờ cho mình, nhưng mà em cũng phải trấn an con trước. Còn, với lại em còn chưa biết cái điều này nữa này. Cái này anh cũng nói luôn nhá. Có thể bà là người tấn công trước. Em chưa bao giờ nghĩ đến đúng không? Không. Có thể bà chị dâu là người tấn công trước. Em thật sự nha, bây giờ đến giờ phút này em vẫn chưa nghĩ đến điều đấy. Em không nghĩ rằng là bà chị bà có thể là cư xử và đối xử với em như vậy, bởi vì con của chị một tay em, tại vì cái tiền mà mình minh kinh doanh đấy, con cái học hành, con em có cái gì là con bà có cái đó. Đấy là một cái chuyện khác chị em. Em ơi, mình hết lòng nói thật với em á, tình dục nó có những cái lý do nó không thông thường. Nói thì em buồn, tình dục nó có những lý do đôi khi nó không đi cùng với lý trí. Đâu có ai cấm là chị sẽ đi bước nữa đâu. Ừ, vì cho nên anh mới nói rằng là từ nãy giờ em toàn nói về ông chồng em, mà em quên với ý rằng nhỡ đâu bà là người tấn công trước rồi sao? Dạ không, khi mà có sự cố em vẫn nghĩ chồng em là người có lỗi trước với em. Không, thì anh chỉ nói là đúng là ông có lỗi rồi, nhưng mà nhỡ đâu bà là người tấn công trước. Để em cứ nghĩ kỹ lại đi, nhỡ đâu thôi anh không biết. Nhỡ đâu bà là người tấn công trước, nhỡ đâu là trong khi em đi vắng một lúc nào đó, bà ăn mặc hở hang rồi bà ôm ông đó trước. Ai mà biết được. Trưa mà cứ tầm chừng 9 giờ hầu như ngày nào, tại vì cái ngày cái giờ đó là phải đi chợ để mà đi lấy đồ, bún hủ tiếu hay cái gì đó, là cái dành luôn luôn dành cái phần việc đó của em để mà đi ở nhà coi quán đi, tao đi cho. Thì đúng rồi. Thì em nghĩ đi, nhỡ đâu bà là người tấn công trước, đúng không? Mà theo lời em nói là bà ấy trẻ hơn em, đẹp hơn em. Rồi, bởi vì thế này này, đối với ông ấy thì là đây là vợ của anh mình, nhưng mà đối với bà đấy thì là đây là thằng em thôi. Đối với bà đó, chứ là bà tấn công trước có thể xảy ra. Mà khi bà tấn công trước thì cái mặc cảm bà không nhiều như là ông chồng em đâu. Ủa tại sao? À, thì đấy, tùy em nghĩ. Ủa là thế sao lại? Nếu bà tấn công trước, bởi vì rằng là nếu anh nghĩ là có khả năng là bà là người ngỏ ý trước. Tại sao có cái này có thôi anh không giải thích đâu, nhưng mà lại có thể như thế được có nhỉ? có thể như thế là hoặc là hai người cùng đến với nhau, hoặc là ông ấy đến trước hoặc là bà ấy đến trước, em hiểu không? Nhưng mà anh nghĩ rằng nếu như bà ấy đến trước thì cái việc ngoại tình này nó rất dễ xảy ra. Bởi vì thường về nguyên tắc thì bà là người trên, bà là vợ của ông anh, nên khi bà đã ngỏ ý rồi ấy, thì người đàn ông ở dưới ấy, nó dễ hơn. Nó dễ hơn về mặt pháp lý, nếu như gọi dùng từ pháp lý ở đây. Thế em chả nghĩ gì cả. Không, em nghĩ ơi, câu chuyện này người thì nó mười mấy tình nó... nghĩa người chỉ nghĩ rằng là tình nghĩa vợ chồng thì gia đình, mà đó là một gia đình, thì mình sẽ không nghĩ rằng là gia đình mà có thể là cư xử như vậy. Chỉ có nghĩ từ hai từ gia đình trời thôi. Trời ơi em, gia đình không phải là một cái danh từ bất khả xâm phạm. Bất cứ một gia đình nào cũng phải tồn tại trên cơ sở thứ nhất là tin yêu, thứ hai là bảo vệ, thứ ba là cảnh giác. Em chỉ làm được có hai điều mà cái điều thứ ba em không làm. Em hiểu không? Tin yêu, bảo vệ, cảnh giác.
chỉ mới làm được hai điều, và điều thứ ba không làm nên nó mới dẫn được cái tình, không bảo vệ được cái gia đình nhỏ của mình được. Đấy, cho nên là em không có cái cảnh giác. Em không có cái cảnh giác. Vậy thôi. Mà hiện nay nhiều gia đình đang sống như thế lắm. Nhưng mà có nói trong ngay, nếu mình trách người ta sẽ nói ngược lại mình. Ông nói thì hay lắm, ông có biết hoàn cảnh chúng tôi sống như nào không? Ví dụ như là chúng tôi phải ở một nhà thuê, hiểu không? Chúng tôi phải chung nhau như thế chứ nếu mà ai mỗi người mỗi căn thì chúng tôi đã muốn từ lâu rồi mà không được. Nghĩa là rất nhiều lý do để họ đưa ra, thì anh cũng công nhận là nhiều khi do cái nghèo á, do cái hoàn cảnh ấy, nên là cái sự chung đụng nó vẫn cứ liên tiếp xảy ra. Nhưng anh cũng chỉ nói với em rằng cái sự chung đụng ấy nó là nguyên nhân của rất nhiều. Nếu mà nói một cái nghĩa rộng nào khác nhá, thì anh không nói ngoại tình đâu, anh nói cái gọi là xâm hại tình dục trẻ em á, thì người ta đã tính toán ra rồi á, thì đa số những sự xâm hại tình dục trẻ em lại dẫn lại, nó xuất phát từ những người thân trong nhà và những người gần gũi, là bởi vì do sống chung đụng, thống kê đã cho như thế, chứ không phải là ông lạ khoác nào ngoài đường đâu. Thường chung xâm hại tình dục trẻ em là hay xảy ra là với những người trong gia đình hoặc là những người rất gần gũi, bởi vì rằng do cái sự va chạm, do cái sự dễ dãi trong sinh hoạt và cái sự đụng chạm trong cuộc sống nó dậy lên như cái đó. Thôi, câu chuyện của em gút lại hai vấn đề. Thứ nhất là mất cảnh giác với cái hoàn cảnh của mình, là bê trễ trong cái việc chăm sóc bản thân mình. Đúng rồi ạ. Đấy, hai cái vấn đề đó thôi. Thật ra hai vấn đề này cũng cũ lắm chứ không mới đâu. Ừ, nhân câu chuyện của em thì chúng ta nói lại một lần nữa thôi. Rồi, cảm ơn em. Em có muốn bật đèn cho mọi người thấy không? Dạ không, hiện tại thì câu chuyện của em cũng đã qua 2 năm rồi. Và đấy, em cũng không muốn rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái em thì có thể vượt qua. Nhưng mà còn con á, nó cũng đang ở cái độ tuổi cấp 3 rồi. Đúng rồi. Để còn phải cho không có muốn ảnh hưởng đến bé. Này, ông ấy có quan tâm đến con cái không? Không có qua thăm con. Nhưng mà thỉnh thoảng chỉ điện thoại hỏi hay cái gì đó, cần cái gì không thì... Có gửi tiền không? Không ạ. Thế à? Hơi tệ. Chỉ có điện cho con, tại vì con cũng có số điện thoại riêng thì tự thỉnh thoảng gọi điện thoại cho con, có đi chơi hay cuối tuần gì chở con đi bơi hay không, có muốn đi bơi không ba chở, hỏi đúng. Thôi còn cái việc chứ không có làm, tại thế vì con không muốn. Thế em thì đã có ai chưa, mới dạ chưa? Không, chưa mở được. Vẫn sợ, đang thật sự là vẫn còn đang sợ đàn ông tí xíu. Phụ nữ mình là hay thế lắm, cứ xảy ra một cái gì đó xong là cứ đóng cửa xong bảo chừa. Tại vì hiện tại em vẫn còn cảm thấy là mình đang còn có trách nhiệm để lo cho con á, để con nó còn nhỏ quá, chưa đủ tự tin để mở cánh cửa để cho cha dụ vào đâu. Thôi. Bao giờ em 80 tuổi, con em 50 rồi em mới thấy em đi được nhá. Dạ. Chứ em 80 tuổi có ông mới. Dạ. Chứ anh không muốn lặp lại những cái câu mà anh đã nói bao nhiêu lần nữa. Hy vọng là có thể là sau hôm nay mà em gặp anh, thì hy vọng là em về có thể thay đổi được tư duy một tí xíu ạ. Nhá. Thứ nhất là thay đổi cái hình thức đi. Thứ hai là ngay từ bây giờ phải nghĩ đến hạnh phúc cho mình đi, chứ đừng có cái câu là con còn nhỏ quá nhá. Mười mấy tuổi cũng nói câu đấy, con 3-4 tuổi cũng nói câu đấy, rồi con 20 mấy tuổi cũng nói câu đấy cho mà coi nhá. Rồi. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Rất mong gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.